Phương Anh xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam. Và chúng tôi rất vui mừng khi được truyền tải những thông tin nóng hổi có trong ngày. Đừng rời mắt vào màn hình và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Căng, thủy điện vỡ trận, 11 hồ chữ nước chờ đáy, EVN đòi 130.000 tỷ mới cứu, hàng loạt sự cố mắc kẹt trong thang máy vì thú vui cắt điện không báo trước của anh điện lực. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng mất điện đã trở thành nỗi lo lớn của cộng đồng. Chưa từng có lần nào tình hình này trở nên căng thẳng như hiện nay. Tập đoàn điện lực thì không ngừng than phiền, trong khi đó hàng nghìn tỷ đồng đang nằm gửi trong ngân hàng. 11 nhà máy thủy điện lớn nhất cả nước đã cạn kiệt nước, không còn khả năng cung cấp điện nữa. Tuy nhiên, EVN vẫn lờ đi vấn đề này và thậm chí đại biểu Nguyễn Thiện Nhân, đoàn thành phố Hồ Chí Minh đề xuất dùng 130.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa sử dụng năm 2022 giúp tập đoàn Điện lực Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao các công ty con thì đem tiền gửi ngân hàng mà công ty mẹ lại than trời kêu lỗ để vay tiền nhà nước? Hiện nay ở miền Bắc tình hình đang trở thành một bi kịch khi thời gian mất điện kéo dài lên tới nửa ngày. Ngay cả khi đi du lịch, mọi người cũng phải đối mặt với tình trạng mất điện kéo dài trong vài ngày. Đáng tiếc hơn, việc cắt điện xảy ra đột ngột đã khiến nhiều người mắc kẹt trong thang máy suốt hàng giờ đồng hồ. Vấn đề này đã được đưa lên quốc hội để thảo luận, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có giải pháp cụ thể nào được đưa ra. Hãy cùng chúng tôi làm rõ ngay sau đây. Thưa quý vị, những ngày qua việc mất điện thiếu điện đang là nỗi lo thường trực của người dân Hà Nội. Việc di chuyển bằng thang máy trở thành nỗi ám ảnh của người dân với nỗi lo cắt điện đột ngột. Sáng nay, chị Hát hiện đang sinh sống ở một khu chung cư tại Hà Nội cho biết, khi đang di chuyển từ tầng 4 xuống tầng 1 bằng thang máy thì đột ngột mất điện. Lúc đó khoảng 10 giờ sáng, khi chúng tôi bước vào thang máy đang di chuyển xuống thì bỗng nhiên thấy thang máy tối đen. Gặp sự cố bất ngờ tôi hoảng loạn cầu cứu nhưng không nhận được phản hồi. Tôi gọi điện cho quản lý tòa nhà, vào khoảng 45 phút sau, người cứu hộ thang máy mới đến. Và tầm sau 15 phút tôi mới thoát ra ngoài. Đến bây giờ tôi vẫn còn run sợ. Đang nói tại nơi chị Hát sinh sống những ngày qua không có thông báo cắt điện, tuy nhiên tình trạng mất điện vẫn bất ngờ xảy ra, khiến đời sống của người dân bị đảo lộn. Cùng tòa nhà với chị Hát một công nhân cho biết, vừa đi ngủ sau ca làm đêm thì tỉnh giấc vì nóng do mất điện đột ngột, tưởng tòa nhà mình có sự cố nhưng khi hỏi thì được biết cả khu bị cắt điện bất ngờ. Nóng như này thì đến người lớn còn không chịu được, huống hồ trẻ con, cứ cắt bất ngờ thế này thì khổ dân lắm tương tự một nhân viên văn phòng tại tòa nhà y tại quận cầu giấy cũng mắc kẹt trong thang máy do mất điện đột ngột dù chỉ mắc kẹt trong thang máy tại công ty trong một khoảng thời gian ngắn nhưng nó tạo cho tôi tâm lý ám ảnh mỗi lần đặt chân vào thang máy tôi rất lo sợ không biết được mình có lại gặp sự cố đó thêm một lần nào hay không khi tình trạng cắt điện những ngày qua bất ngờ không báo trước một nhân viên cứu hộ sửa chữa thang máy cho biết những ngày qua do mất điện bất ngờ tại hà nội khiến tình trạng người dân mắc kẹt trong thang máy diễn ra phổ biến Sáng giờ tôi chạy liên tục quanh quận cầu giấy và khu vực xung quanh, khi nhận được cuộc gọi cầu cứu từ người dân, tôi phải di chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác, chưa kể đang giờ việc nên thời gian người dân phải chờ đợi cũng khá lâu, nhân viên này chia sẻ. Đang chuẩn bị cơm trưa bỗng điện tắt, tôi còn tưởng nhảy cầu dao, nhưng khi kiểm tra thì mới biết cắt điện. Cắt điện theo lịch thì chúng tôi mới chuẩn bị được, đằng này cắt bất thình lình, không thông báo cho ai biết, đã thế còn vào đúng tầm cơm trưa, nghỉ trưa, giờ thì nóng, nhất định phải có điện để người dân đảm bảo sinh hoạt. Hiện nay cả nước đã có 11 hồ thủy điện hết nước và các nhà máy phải dừng phát điện, trong đó có nhiều hồ thủy điện lớn cung cấp phần lớn sản lượng điện cho các tỉnh miền Bắc. Đó là thông tin trong báo cáo gửi Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên. Về tình hình vận hành các hồ thủy điện trên phạm vi cả nước, theo báo cáo lưu lượng nước về hồ tăng nhẹ so với các ngày trước nhưng vẫn thấp. Mực nước các hồ khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ ở mức thấp, một số hồ sắp xỉ dưới mực chết. Do đó một số nhà máy phải dừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho tổ máy khi vận hành với lưu lượng và cột nước thấp dưới thiết kế, khó có thể đáp ứng được việc phát điện. Trong nguồn cung ứng điện ở miền Bắc, thủy điện chiếm tỷ trọng lớn với 43,6%, nhưng nhiều hồ thủy điện lớn đang thiếu nước phát điện, hiện tại chỉ còn duy nhất hồ thủy điện Hòa Bình còn nước trong hồ và có thể duy trì phát điện được ít hôm nữa, trong khi nhiều hồ thủy điện đang lâm nguy do thiếu hụt nghiêm trọng về nguồn nước phát điện thì nhiều tổ máy nhiệt điện than trong hệ thống cũng bị suy giảm công suất hoặc liên tục gặp sự cố do vận hành cao liên tục trong điều kiện thời tiết nắng nóng gai gắt kéo dài. Trước đó, theo thông tin tại cuộc họp báo chính phủ vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nói, chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận khi nói về nguy cơ nhưng thực tế có một số nơi ở một số thời điểm nhất định đã xuất hiện tình trạng thiếu điện do sinh hoạt của người dân và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiêu thụ điện tăng vọt vì nắng nóng dẫn đến thiếu điện. Được cả Bộ Công Thương và ngành điện cùng giải thích khi cắt điện luân phiên, thế nhưng có một thực tế là điện lực phía Bắc từ mấy năm qua không có dự án nào mới, ngay cả công suất dự phòng khi thiếu điện cũng không còn. Giữa tháng 5 vừa qua, khi một vài nơi ở thành phố Hồ Chí Minh bị cắt điện, báo chí hỏi ngành điện có phải vào mùa cắt điện luân phiên không? Tổng công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh và tập đoàn điện lực Việt Nam EVN khẳng định chỉ khắc phục sự cố kỹ thuật và các ngày sau đó lịch phương tiện cũng được hoãn lại. Từ đó ngành điện cả nước vào công cuộc chống cắt điện. May mắn miền Nam cũng vào mùa mưa trời mát hơn hẳn và áp lực thiếu điện cũng giảm, thế nhưng ở miền Bắc lại khác. El Nino để lại hậu quả nghiêm trọng hơn, nguồn nước ở các hồ thủy điện cạn sạch nước, các tổ máy nhiệt điện liên tục gặp sự cố vì quá tải. Tại Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc, cắt điện không chỉ luân phiên 1-2 tiếng mà có nơi cắt điện từ nửa ngày đến cả ngày. Tại địa phương tiêu thụ điện nhiều do sản xuất thì ưu tiên điện cho sản xuất vào ban ngày, ban đêm mới cấp cho người dân nhưng thiếu điện ở miền Bắc không chỉ do thời tiết nguồn điện, tại miền Bắc chủ yếu trông chờ vào thủy điện và nhiệt điện, nhưng cả hai nguồn này đang gặp vấn đề. Đại diện EVN cho biết, thực tế công suất khả dụng nguồn điện của hệ thống điện quốc gia tại nhiều điểm thấp hơn nhu cầu, trong khi đó hệ thống điện luôn trong tình trạng không còn công suất dự phòng, áp lực càng lớn hơn khi EVN sẵn sàng huy động nguồn điện cao như nhiệt điện dầu để khắc phục thiếu điện. Giá thành của nhiệt điện dầu không thấp hơn khoảng 4.000 đồng 1 kilowatt. Thủy điện ở Việt Nam nói chung coi như cơ bản đã khai thác hết các vị trí công suất. Năng lượng tái tạo vừa chúng ta tại miền Bắc gần như không có gì thay đổi. Nếu tình hình nắng nóng kéo dài, thiếu điện tại miền Bắc sẽ nghiêm trọng hơn. Như vậy, thiếu điện chỉ trong ngắn hạn sẽ được khắc phục, theo lời hứa của Bộ Công Thương. Nhưng khắc phục khi nào? Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam nói thẳng, thiếu điện sẽ không còn là nỗi lo của năm nay mà là vấn đề của cả những năm sau nữa nguồn điện không còn công suất dự phòng đã được cảnh báo từ lâu, nhưng việc chậm ban hành quy hoạch điện 8 khiến mọi thứ trùn chân. Một số dự án nhiệt điện trong quy hoạch điện 7 sửa đổi đã không được triển khai vì nhiều lý do khác nhau. Nhiều địa phương không chấp nhận dự án nhiệt điện của tỉnh mình, một số dự án lại bị khó khăn về vốn. Cả chục dự án khí LNG đã được bổ sung trong quy hoạch điện 7 tới nay vẫn chưa thể xong bước chuẩn bị đầu tư. Mới đây chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nói về việc thiếu điện đã được Ủy ban Kinh tế cảnh báo từ cách đây 2 năm trước khi có dịch COVID-19. Bây giờ nếu tốc độ tăng trưởng kinh tế của mình mà như những năm vừa qua với khoảng 6-7% thì còn thiếu hơn bây giờ, chứ không phải là thiếu như thế này, ông Thanh nói. Để giải quyết vấn đề này, ông Thành cho biết, khi tổng kết nghị quyết 31 về dừng hai nhà máy nhiệt điện hạt nhân ở Ninh Thuận, Ủy ban Kinh tế cũng đã kiến nghị xem xét lại chủ trương đầu tư lĩnh vực này. Ông Thành phân tích, điện gió, điện mặt trời cũng chỉ có mức độ chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong tổng đầu tư thôi, chứ không thể phát triển ồ ạt được. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng có nói đấy, ở đó có nắng, có gió mới ra điện được, Chứ vùng đó không có phụ tải, truyền tải đi mà muốn làm vậy phải có quy hoạch, kế hoạch có chiến lược đầu tư chứ không thể đầu tư ra rồi lại không có hệ thống truyền tải thì không được, ông Thanh nhấn mạnh. Cái kết đáng lòng của hàng loạt các ngân hàng khi làm ăn trộm giận, làm khách hàng mất lòng tin. Thưa quý vị và các bạn, sự việc của ngân hàng khi bán bảo hiểm gần đây như thế nào thì ai cũng đã rõ. Lùm xùm vẫn chưa giải quyết xong, người dân vẫn cần bẫn đi kiện lấy lại đồng tiền của chính mình. Thứ đắt nhất là niềm tin đã mất, Nhắc đến bảo hiểm và ngân hàng, trong họ chỉ còn hai chữ sợ hãi, chỉ mong làm sao họ lấy được tiền, mồ hôi tích cóp cả đời mới có được. Bức tranh tài chính của nhóm ngân hàng trong quý đầu năm này, ngoài tốc độ chậm lại của lợi nhuận, nợ xấu tăng cao, còn là sự suy giảm của mảng bảo hiểm, lĩnh vực được xem là gà đẻ trứng vàng những năm gần đây. Trong số 27 ngân hàng niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán, có 11 nhà băng ghi nhận lãi thuần từ dịch vụ sụt giảm trong quý đầu năm nay, trong đó có MBB, Sia hay VIP, những ngân hàng ghi nhận doanh thu mảng bảo hiểm giảm. Hậu quả của sự tư vấn cho khách hàng mập mờ thì đã thế rồi. Nếu không muốn có một vụ Manulife thứ hai thì hãy nghiêm túc chấn chỉnh. Đừng để nhắc đến bảo hiểm, người dân lại lắc đầu sợ hãi. Doanh thu từ bảo hiểm trong quý 1 của nhiều nhà băng chỉ bằng 50% cùng kỳ sau nhiều năm liên tục tăng trưởng cao. Xét về biên độ, Ngân hàng Quốc tế VIP và Ngân hàng Tiên phong TPP có mức giảm mạnh nhất trong quý đầu năm nay thu phí dịch vụ kinh doanh, dịch vụ bảo hiểm và tư vấn của TP Bank ghi nhận hơn 116 tỷ đồng, giảm một nửa so với cùng kỳ năm trước. Tương tự, thu từ hoa hồng bảo hiểm của VIB cũng giảm gần 50% từ mức 214 tỷ trong quý 1 năm 2022 xuống còn 118 tỷ đồng. MB, ngân hàng dẫn đầu về hoạt động bảo hiểm dù chưa có thỏa thuận độc quyền, cũng ghi nhận doanh thu giảm hơn 10% trong quý đầu năm nay, Nhà băng này trực tiếp sở hữu hai công ty bảo hiểm là MIC, MB sở hữu 68,37% và MB Life 61% trong cả hai phân khúc nhân thọ và phi nhân thọ. Với quy mô nhỏ hơn, sau so mức giảm của Bank với mảng hoạt động này cũng ghi nhận hơn 50%. Thu từ dịch vụ đại lý bảo hiểm của nhà băng này chỉ đạt hơn 22 tỷ đồng trong quý một năm nay so với mức gần 50 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động của dịch vụ MB chỉ đạt gần 700 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm nay so với mức 1.100 tỷ cùng kỳ năm trước. Vietcombank, Siabank, Sacombank đứng đầu với mức giảm với biên độ từ 47 đến 57%. Riêng NCB là ngân hàng duy nhất lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ. Với TPBank, dù mạng bảo hiểm giảm mạnh, ngân hàng này vẫn ghi nhận lãi thuần từ dịch vụ tăng 36% cùng kỳ nhờ thu từ dịch vụ thanh toán và các hoạt động khác. Tương tự một số ngân hàng khác có hoạt động dịch vụ tăng cao trong quý I như Vpbank, Vietinbank, SHB, BIDV hay HCBank. Sự kết hợp giữa ngân hàng và bảo hiểm được xem là mỏ vàng cho các nhà băng những năm gần đây. Bán chéo kiểu này giúp bên bảo hiểm khai thác tiềm khách hàng lớn từ ngân hàng, giảm thiểu chi phí mở rộng, còn các nhà băng gia tăng nguồn thu tận dụng những khách hàng mua bảo hiểm để đẩy mạnh dịch vụ khác. Nửa đầu năm 2022, riêng nguồn thu phí bảo hiểm đã chiếm 41% tổng doanh thu khai thác mới của doanh nghiệp bảo hiểm. Tỷ lệ này được dự báo sớm đạt 50% trên tổng doanh thu khai thác mới, giúp ngân hàng vượt qua các đại lý trở thành kênh kiếm tiền chủ lực cho các công ty bảo hiểm. Tuy nhiên, con gà đẻ trứng vàng của các nhà băng cũng đang để lộ nhiều vấn đề. Đi cùng với những khoản phí trả trước hàng ngàn tỷ đồng, tỷ lệ hoa hồng cao cũng là áp lực về mặt doanh số KPI mà các nhà băng phải đáp ứng với các công ty bảo hiểm. Áp lực này sau đó được chuyển đến chính những người thực hiện tư vấn bảo hiểm, các nhân viên giao dịch hoặc tín dụng. Năm trước, nhiều người dân phản ánh thực trạng vay ngân hàng bắt buộc phải mua kèm bảo hiểm. Một số khách hàng cũng cho biết bị tư vấn không đúng, dẫn tới việc bỏ tiền mua bảo hiểm đội lốt các sản phẩm tiết kiệm đầu tư. Đầu năm nay, trong bối cảnh hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng lộ nhiều vấn đề, một số nhà băng đã loại bỏ tên gọi về chỉ tiêu KPI doanh số bảo hiểm, thay vào đó là cách gọi khác hoặc tính chung vào KPI về phí. Tại một nhà băng tư nhân trong tóc đầu thị trường, chỉ tiêu doanh số bảo hiểm nhân thọ được thay thế bằng chỉ tiêu doanh thu phí thuần, được tính chung từ phí các sản phẩm tiến dụng, cho vay kinh doanh, tiêu dùng, bán bảo hiểm. Tại một ngân hàng tư nhân khác chỉ tiêu thu phí từ hoạt động bán bảo hiểm được chuyển thành thu phí tư vấn tài chính.